tiền vật Phoenix. Khởi động chương trình Phoenix. Tiếp theo, kích vào chỗ mục No Connection, chọn USB 1. File Scan Product. Và giờ nó hiện xong ra bản firmware thì Flashing Firmware Update. Kích đây. Chọn bản tiếng Việt và Option. Xóa cái màu đỏ này nha. Delete xong rồi. OK. Kích vào chữ này. Đấy, OK. Để in chạy đủ 100% là xong rồi. Đấy, nhìn thấy chạy đủ 100% chưa? Đang loading. Chưa đầy 1 phút là xong. Đỡ phải ra ngoài hàng tốn tiền. Còn điện thoại thì kết nối bằng dây USB. Điện thoại cắm vào cổng USB. Thế thôi. 60% rồi. Không có gì là khó khăn cả. Chờ chút. Bây giờ có dòng chữ sắp xếp full nhé. Đấy, OK này. Firmware updating success. Là OK nhé. Rút cáp ra là khởi động máy rồi.